và Thái Khắc Hiệp trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên này thì Phoenix ở bên phía tay phải, màu nhỏ của quý vị các bạn, trong trang phục màu tím, trong khi đó thì màu xanh lá cây thuộc về các cầu thủ Đại Từ. Tuần trước thì Sáng Bất Si và các đồng đội cũng đã có một trận đấu hết sức vất vả, nguy hiểm. Cú đá là của Tính Mê Linh. Cầu thủ khác như Thiện Nhỏ, Thống Bành hay Hà Toro đều có mặt trên băng ghế dự bị. Rất căng. Vừa rồi là cú đá có thể nói là mất bóng của Hoàng Tiến Dũng. Hoàng Tiến Dũng cũng là một gương mặt hết sức mới mẻ trong màu áo của Phoenix mùa giải năm nay. Sáng Bất Si. Tuyến 2, nguy hiểm, đã có bàn thắng và người ghi bàn là Lâm Bến. Rất bất ngờ, một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm thì các cầu thủ Phoenix đã tổ chức một tình huống dàn xếp đá phạt khá hay. Bóng được chuyền sang cho Quang Anh ở tư thế rất trống trải, và một cú đá thẳng về phía khung thành của Đại Từ. Ở đó đã có sự góp mặt của Lâm Bến, và với một cú gảy gót nhẹ nhàng, Lâm Bến đã làm thay đổi hướng cú đá khiến cho thủ thành Ý Hòa bất lực. Là rất khác biệt. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng của Lâm Bến. Một tình huống dứt điểm bất ngờ của Quang Anh, cùng với đó là cú gảy gót có thể nói là rất tinh quái của Lâm Bến. Bốn cầu thủ áo xanh của Đại Từ đã đứng xem trong pha bóng vừa rồi. Đập có thể là một cú đá thẳng quá bất ngờ, một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của Duy Vẹo. Thực sự là không ai nghĩ là Duy Vẹo lại có thể dứt điểm ở cự ly vừa rồi, và cũng không ai nghĩ rằng Ngọc Duy lại lựa chọn một quyết định dứt điểm có thể nói là siêu dị đến như vậy. Khi còn thi đấu thì Ngọc Duy có hai biệt danh, một là Duy Vẹo và hai là Duy Dị. Vừa rồi thì có vẻ là biệt danh Duy Dị nó xứng đáng với một pha xử lý có thể nói là siêu dị, đứng góc sút để thực hiện một cú đá cứa lòng nhưng lại xoay cổ chân và thực hiện một cú đá mù lai má quá bất ngờ. Đó là nỗ lực của Hoàng Popa, nhưng có vẻ như Hoàng cũng đã đuối ở nhịp dướn cuối cùng. Tống Hồi Xuân không vào, bóng vẫn còn. Hoàng Thiên Dũng, cơ hội vẫn là của Phoenix. Quân Eto rất nhịp nhàng, không được. Chúng ta đang được chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội bóng. Ít giây trước thôi thì Sĩ Tính mắc lỗi trong tình huống kèm Tống Hồi Xuân, nhưng ngay sau đó thì suýt nữa thì anh đã trở thành người hùng của Đại Từ nếu như cú đệm lòng này đi trúng đích. Và phối hợp rất hay, đường truyền nhạy cảm của Hoàng Popa. Chỉ tiếc là cú đệm lòng bằng chân trái, chân không thuận của Sĩ Tính đã đưa trái bóng đi ra ngoài. Cú đá từ rất xa của Di Di, cú đá từ khoảng cách hơn 20m và có lực đi rất tốt, hướng đi cũng rất hiểm hóc. Và trong pha bóng vừa rồi thì may mắn cho Phoenix là Đức Dương đã chơi tập trung. Cú đá của Duy Dị thực sự là cực kỳ ấn tượng. Đại sứ thương hiệu cho đồng hồ Tuấn Hưng. Rất nỗ lực. Cơ hội! Tuyệt vời! Có lẽ đó là nỗ lực cá nhân của Nguyễn Hoàng Phú Quý. Phú Quý đã có một màn solo có thể nói là tuyệt hảo. Siêu vùi Khánh Hòa đã lên tiếng ở thời điểm mà Đại Từ cần anh nhất. Một thế trận khó khăn, một thời tiết nóng bỏng, nhưng Phú Quý đã cho thấy được nền tảng thể lực sung mãn, cùng với đó là quyết tâm rất cao. Anh đã dũng mãnh đột phá vượt qua Hà Đức. Hà Đức là cầu thủ dự bị mới vào sân, rất khỏe nhưng chưa thực sự bắt nhịp tốt với trận đấu này. Phải đến vòng đấu thứ 3 thì Phú Quý mới được ra sân trong đội hình chính thức. Quân Eto! Lẽ ra Quaneto cần phải làm tốt hơn trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống phối hợp rất hay giữa Duy Dị và Quaneto. Cú gảy bóng ngoài cực kỳ nhạy cảm của... Không, đó là một đường chuyền đầu rất nhạy cảm của Duy Dị đặt. Bây giờ là Xuân Lộc. Rất hay Xuân Lộc! Hai cơ hội liên tiếp của các thủ Đại Từ đều đến từ một vị trí và điểm dứt điểm giống hệt nhau.
những cách dứt điểm của Xuân Lộc và Quân Eto đều đưa trái bóng đi vọt xà một cách rất đáng tiếc. Các cầu thủ của Đại Từ cần phải chắt chiu hơn nữa những cơ hội vừa rồi. Đó là những cơ hội mà Xuân Lộc và Quân Eto cần phải làm tốt hơn để tạo ra những khoảng cách an toàn. Ra những dấu hỏi khi Phú Quý lần này thì Đức Dương đã chơi xuất sắc. Một pha xử lý rất ấn tượng đến từ Nguyễn Hoàng Phú Quý. Không chia bóng và lắc trái rất gọn gàng và sau đó là tung ra tình huống dứt điểm rất căng. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Đã là đồng đội của Quế Ngọc Hải. Rất hay, Trọng Phi! Không vào! Vẫn không vào! Những tình huống dứt điểm liên tiếp của cao thủ Phoenix. Một pha phối hợp rất hay của Phoenix. Một tình huống phối hợp bật tường trung lộ trực diện. Là Xavi. Cú đá thẳng rất căng và xử lý xuất sắc của Ý Hòa. Ý Hòa là một thủ môn được đào tạo ở bóng đá chuyên nghiệp ở những cấp độ trẻ của Khánh Hòa và sau đó thì anh đã tham gia sân chơi futsal chuyên nghiệp, đã từng góp của Phú Quý. Nỗ lực dứt điểm ở một tư thế quá khó của Trọng Phi và Phú Quý cũng đã can thiệp rất nhanh trong pha bóng vừa rồi. Các bạn thân mến, ở sân số 1 thì Tùng Anh vẫn đang dẫn trước Mỹ Đình 2 với tỷ số là 1-0. Như vậy là đội quân do huấn luyện viên Atoro chọn vị trí và đón lõng ở tuyến 2 rất tốt. Sinh Dũ rất căng. Lần này thì Đức Dương đã cứu thua. Tình huống không chế bóng và dứt điểm quen thuộc của Sinh Dũ. Ngôi sao bóng đá sân 7 đến từ Ba Vì, Sơn Tây. Phú Quý ngày hôm nay rất khỏe, rất hay. Sinh Dũ! Rất tiếc cho cầu thủ áo số 11 bên phía Đại Từ. Sinh Dũ đã có 2 cơ hội trong những phút vừa qua. Đây là một đường truyền rất thông minh của Phú Quý. Phú Quý xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của trận đấu ngày hôm nay. Những sự thay đổi người của họ chưa đạt được hiệu quả cần thiết. 3-1. Thống Bành không được. Rất tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Thống Bành. Đáng nhẽ siêu phủ Khánh Hòa cần phải làm tốt hơn với một tình huống dứt điểm chất lượng. Sinh Dũ đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể nhưng Thống Bành lại dứt điểm nhẹ và bóng đi vào đúng chân của thủ thành Đức Dương. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Thiện Nhỏ đã tạo nên một pha bóng 3-2 quá hay. Có vẻ như là Thống Bành định truyền sang cột 2 cho Thiện Nhỏ. Lẽ ra phải là một pha đệm lòng tung nóc lưới lên mới đúng. Đức Dương nguy hiểm. Như vậy là Sơn Hải đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 từ một tình huống mà Đức Dương đã dâng cao và Phoenix chơi power play. Rất bất ngờ. Rất tiếc cho Đại Từ. Một lần nữa họ lại để thua ở những phút cuối. Người ghi bàn là Sơn Hải chứ không phải là Đại Cắn. Tình huống dứt điểm cận thành rất tốt của Sơn Hải. Một đường truyền sắc như dao cạo của thủ môn Đức Dương. Một đường kiến tạo tuyệt vời. Lỗi thuộc về cao thủ Đại Từ. Họ đã quá mất tập trung. Tả Xuân Hoàn đã vào sân. Cú đá từ tuyến 2 rất căng. Bóng đi trên cột dọc. Người đã dứt điểm đó là Đình Tài. Nguyễn không vào. Rất tiếc là Sơn Hải đã không thể đệm lòng thành công từ tình huống vừa rồi. Chỉ cần có một tình huống tiếp bóng tốt thôi và lái được trái bóng về phía khung thành thì rất có thể đó sẽ là bàn thắng cho Phoenix. Và như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hòa đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu giữa Phoenix và Đại Từ. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Trận hòa thứ hai liên tiếp của Đại Từ. Và đây mới là trận hòa đầu tiên của Phoenix ở giải đấu năm nay. Phoenix có được 1 điểm và có được điểm số 4 sau
5 vòng đấu đã qua của HPLS9, trong khi đó thì Đại Từ vẫn ở phía dưới của bảng xếp hạng.